huấn luyện này với nhà cầm quyền cộng sản, và ba người đều đã tốt nghiệp, trở về tôi là người cuối cùng. Cho nên ngày hôm nay đây là giây phút đầu tiên hội ngộ của những người trong một khóa học của chúng tôi. Những người đã đồng hành cùng Minh Hằng, cùng tất cả những người đấu tranh trên mọi chặng đường. Ngày hôm nay tôi tốt nghiệp loại ưu của trường đào tạo những người đấu tranh do nhà cầm quyền cộng sản tổ chức. Trời ơi, một đống đằng sau nó dẫn đường. Anh Minh đâu rồi? Đây này, tặng bông đứng đây này, đứng bông đứng đây này. Anh Minh, ba chị em mình chụp cái thôi. Từ từ để tặng bông nè. Minh. Nghe nghe. Chị. Đưa đây tôi tặng. Đây khoan cho ba chị em mình chụp chụp cái. Đây. Đứng đây để tặng bông. Đây để tặng bông chụp hình vô đó. Đây đây. Đứng vào, ba người đứng vào. Ba mẹ con và chị em chúng tôi đó là những người mà đăng ký cái khóa huấn luyện này với nhà cầm quyền cộng sản, và ba người đều đã tốt nghiệp, trở về tôi là người cuối cùng. Cho nên ngày hôm nay đây là giây phút đầu tiên hội ngộ của những người trong một khóa học của chúng tôi. Rồi, thôi mình về đi, mình không làm phiền nữa. Anh em đứng chung vô một bức hình đi anh mẹ.